Xin chào tất cả anh em, bạn bè, đồng hương, những người yêu thích làm vườn ở UK và trên toàn thế giới. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn đồng hương ở UK một chút về cái cách ươm hạt giống, những cái hạt giống khó ở trong ở cái xứ lạnh này. Thì đầu tiên là cái hạt giống ươm khó nhất là nó gồm có những hạt giống mùng tơi, rau ngò gai, mùng tơi, húng quế, ngò gai và kinh giới, hạt bí xanh là những cái hạt mà ươm khó lên ở cái xứ lạnh này. Ở Việt Nam chúng ta thì nó rất là dễ, nhưng mà ở đây nó lạnh thì ươm hạt giống nó hơi khó. Thì để một cách mà ươm hạt giống hiệu quả nhất ấy, thì các bạn hãy dùng cái tray ươm hạt bằng điện. Các bạn nhìn thấy toàn bộ tray của cô đây là ươm hạt giống, đây là bằng điện hết nhé. Toàn bộ những cái khay ươm hạt giống của cô đây là bằng điện. Thì ban đêm cô sẽ cắm điện vào, thì ban ngày thì các bạn rút điện ra và mở cái air vent. Nó có cái air vent ở trên này là để cho cái cây nó hấp thụ không khí. Thì đây là cái cách ươm hạt giống của cô ở UK này, hiệu quả 100%, đảm bảo với các bạn ươm cây gì sống cái đấy, ươm cây gì là lên cây đấy. Đấy, các bạn ươm cây gì nó sẽ lên cái đấy, nó rất là tốt nhé. Bây giờ là cô sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về cái cây mùng tơi. Đây, hạt mùng tơi. Thì đầu tiên ấy, các bạn hãy dùng hạt mùng tơi các bạn cho vào nước. Các bạn ngâm cho khô 6 tiếng với nhiệt độ khoảng 30 đến 35 độ nhé. Đấy, sau đó rồi các bạn bỏ vào trong cái khay như thế này. Cái khay như thế này thì các bạn bỏ vào một nỗ một hạt cho khô và ươm. Đây các bạn thấy xác suất của phô ươm ấy, cái cây mùng tơi này là phô ươm đến nay là gần 3 tuần nó đã lên được như này. Đấy. Thì nó cái xác suất nó lên là 100%. Như là 100% nhé, hạt nào cũng lên. Nhưng mà đây là hạt giống của phô, không phải là hạt giống phô mua ở Việt Nam, cho nên là cái hạt giống ở Việt Nam thì phô không chắc là nó lên cái xác suất bao nhiêu. Nhưng mà cái hạt giống này hạt giống của phô và phô trồng và phô tự để hạt giống để năm sau trồng nhé. Thì đây là xác suất là lên 100% của phô nhé. Đấy. Thì đấy là cái hạt mùng tơi là phô ươm như vậy. Còn nếu mà bạn nào ấy không có cái khay điện này ấy, thì các bạn mà gieo hạt xuống vườn ấy thì chắc chắn là cái cây nó sẽ không lên. Nếu mà có lên được ấy thì phải đến giữa tháng 6, tháng 7 mùa hè ấy thì nó mới lên, nhưng mà cái xác suất nó rất là ít. Còn nếu mà bạn nào không có cái khay điện này ấy thì các bạn hãy ươm ngâm hạt mùng tơi giống như vậy như phô vừa nói trên. Sau đó các bạn hãy lấy hai cái tờ giấy giấy ăn ấy, các bạn thấm nước vào. Rồi các bạn bỏ hạt mùng tơi vào trong cái khay đó, bỏ vào trong đó. Rồi các bạn san nó ra một ít. Sau đó rồi các bạn lấy thêm hai tờ giấy nữa, các bạn phủ lên trên để ẩm nhé, đừng có ướt quá, cái giấy chỉ hơi ẩm thôi. Sau đó các bạn đậy cái hộp lại, đậy cái nắp nó lại nhé. Bất cứ cái hộp nào cũng được, hộp bánh, hộp kẹo, hộp nào cũng được, các bạn miễn là kín. Các bạn đậy kín, đừng có đục lỗ, đậy kín hết vào cho khô. Đấy. Sau đó các bạn để vào trong cái chỗ ấm. Nếu như nhà bạn có để trong cái chỗ nào mà cái boiler ấy nó ấm ấy thì các bạn để ấm, để chỗ tối nhá, đừng để chỗ sáng. Các bạn để chỗ tối cho khô. Đấy. Thì sau khoảng một tuần sau ấy thì cái cây mùng tơi lấy ra, các bạn lấy ra, các bạn nhìn cái hạt nào lấy mầm ấy thì các bạn ươm nó vào. Thì các bạn có thể ươm vào những cái cốc nhỏ như này này, hoặc là các bạn ươm vào cái khay giống như phô đây, ươm vào cái tray như này, các bạn mua tray này. Hoặc là các bạn nếu mà không ấy thì các bạn dùng một cái khay này, là cái khay mình mua thịt hay là mua ở ngoài Tesco ăn xong mình bỏ thịt lại, lấy cái khay lại, ăn thịt xong rồi bỏ cái khay lại, rồi các bạn lấy, các bạn cho đất đầy vào, các bạn cho đất đầy vào như này. Đây, các bạn cho đất đầy như này, đầy vào đấy. Thì các bạn trồng cái hạt vào rồi các bạn đậy cái lắp nó lên, các bạn đậy cái lắp lên như này này đấy. Thì các bạn để vào cái window sill, nhưng mà các bạn nhớ là dùi mấy cái lỗ ra nhé, dùi mấy để thoát hơi ở bên dưới. Thế các bạn dùi mấy lỗ thoát nước. Thì cái dùi lỗ các bạn mua một cái mỏ hàn này này, cái này ở trên Amazon nó bán hoặc eBay bán nó khoảng 12 đến 15 đồng một cái thôi, thì các bạn có thể mua nhé. Đấy. Thì các bạn mua cái này để các bạn dùi lỗ ra như này này, thì cắm điện vào dùi lỗ nó đơn giản lắm. Hoặc nếu mà không có cái này ấy, các bạn lấy cái tô vít các bạn cho vào hơ nóng và các bạn dùi lỗ ra đơn giản lắm cái này ấy. Còn về cái đất để ươm hạt ấy thì các bạn mua cho khô là đất này nhé. Đây, các bạn mua cho khô cái đất gọi là chôn in sea sowing compost nhé. Đấy, cái đất này là đất để ươm hạt, cái đất này là chuyên để ươm hạt để nó tốt. Và các bạn sẽ pha cho khô một ít cái
perlite vào trong đất nhé. Cái này nó có tác dụng là để giữ độ ẩm cho đất và để cho nó kích thích rễ mọc tốt hơn nhé. Thì các bạn pha cho cô một ít cái này, rồi các bạn hãy pha vào cái chậu hay bất cứ cái gì đấy. Đây cô đã pha sẵn này, đây thì các bạn pha sẵn vào nhé. Đấy, các bạn pha sẵn vào rồi các bạn thích trồng cái gì thì các bạn trồng, ví dụ như bầu bí hay là su hào hay cái gì đó, bất cứ cái gì nhé, thì các bạn trồng xong các bạn xếp vào trong cái khay điện này. Đây các bạn nhìn như cô trồng này. Đấy, tất cả những cái gì ấy, các bạn muốn trồng cây rau gì, loại gì cũng được, bất cứ loại rau gì mà gia đình yêu thích hay các bạn muốn trồng thì các bạn trồng xong các bạn xếp vào cái khay điện như này, rồi các bạn đậy lắp nó vào, thì cái cây của các bạn ấy chỉ lấy, nếu mà cây rau cải ấy thì chỉ lấy mầm trong 3 ngày thôi là nó lấy mầm. Còn về hạt mùng tơi, hạt bí, hạt bầu ấy, hạt bí, hạt bầu và hạt ngò gai các thứ này các bạn cũng ngâm nước cho khô khoảng 6 tiếng nha, với nhiệt độ khoảng 30-35 độ nhé, rồi các bạn trồng vào đấy. Nếu mà những hạt rau dền các thứ ấy, nó nhỏ ấy, nếu như hạt rau dền nhỏ ấy thì các bạn lên dùng một cái tray như này này, xong các bạn cũng bỏ đầy đất vào, rồi các bạn đặt vào trong cái khay này, thì cái khay nhỏ này nó vừa trong cái khay to này đúng không, thì các bạn để vào trong như này này. Đấy thì các bạn đây cái khay này nó để vào trong này là nó vừa đấy, thì các bạn để vào cho đầy đất rồi các bạn vãi hạt nhé. Lên vãi thưa thôi, đừng vãi quá dày nhé. Tại vì tất cả các loại rau của phô trồng ấy là phô không bao giờ vãi hạt xuống và để nguyên cho nó lên. Phô toàn bộ là phô vãi vào xong ấy, rồi phô sẽ tách ra với trồng từng cây một, kể cả rau muống. Rau muống thì các bạn cho nguyên cái khay này đầy đất vào, các bạn không cần cho một cái gì nữa nhé. Thì các bạn để, nếu mà các bạn gieo hạt rau muống ấy, đây, nếu bạn gieo hạt rau muống thì các bạn để nguyên như thế này, cho đầy đất và các bạn không cho bất cứ gì, các bạn vãi hạt rau muống vào trên, rồi các bạn san bằng đi, các bạn phủ một lớp đất khoảng 1cm nữa lên trên cái hạt rau, sau đó các bạn cắm điện vào, thì cái rau muống trong vòng 2 tuần ấy là các bạn sẽ có cây rau muống để trồng ra nhé. Thì phô trồng ấy là nó như vậy, là cái hiệu quả nó xác suất là nó đến 80-90% là thành công. Đấy, thì cũng mong là các bạn sẽ trồng được những cái hạt rau mà mình yêu thích, những cái cây rau yêu thích cho gia đình. Thì đó là cái cách trồng của phô, mà đây chỉ là cái cách mà phô đã trồng nhiều năm nay, thì là những cái kinh nghiệm của phô thôi nhé, chứ phô không dám áp dụng cho những bậc nào cao nhân tiền bối gì, nếu mà có gì không phải thì mong các bạn thứ lỗi. Cái này phô chỉ cho những bạn nào mà chưa biết trồng rau mà muốn trồng rau ấy thì các bạn có thể trồng. Và bây giờ là đến đầu mùa hè rồi, thì cái thời điểm bây giờ là các bạn có thể ươm hạt giống, và để chuẩn bị sang tháng 5 ấy thì các bạn có thể trồng ra ngoài trời. Cái thời tiết hiện tại ấy, nếu mà bạn nào có cây giống rồi ấy mà trồng ở ngoài trời ấy thì ban đêm nó có sương muối thì cái xác suất nó chưa có thành công được nhiều lắm. Thì các bạn có thể dùng một cái miếng ni lông che lại, hoặc là các bạn có thể mua cái đây cái này. Các bạn có thể mua cái polyethylene này. Đấy, ở trên eBay nhá, hoặc Amazon nó có bán, thì cái này nó khoảng 30-40 đồng thôi. Nó có loại 2-3 mét với chiều ngang 1 mét ấy, thì các bạn đậy cái này vào ấy thì cái cây nó sẽ lên tốt hơn. Nếu như các bạn muốn trồng rau muống, rau mùng tơi, rau đay ở bên ngoài trời ấy thì cái thành công của nó, nếu mà bạn trồng không che ấy thì cái thành công của nó chỉ được 50% thôi. Đấy là phô chỉ nói maximum là được 5%. Nếu mà có được thì cái cây của bạn cũng không tốt. Còn nếu mà các bạn trồng được cây mùng tơi tốt ấy và cây rau muống ấy tốt, cây rau muống, rau đay, rau dền trồng được cho tốt thì bắt buộc các bạn phải trồng trong nhà greenhouse, hoặc các bạn phải dùng cái cloth chè này để che vào nhé, thì nó mới lên được. Tại vì cái thời tiết của chúng ta ở UK này ấy, ban đêm nó khá lạnh. Đấy, kể cả mùa hè ban đêm nó cũng chỉ xuống còn 10-15 độ thôi. Mà có gió, khi nó có gió ấy, thì cái nhiệt độ nó rất là lạnh và cái cây nó không sống được, tại vì cái cây mùng tơi với mấy rau này là nó ở cái xứ nóng, cho nên ở đây nó lạnh nó không sống được. Thì đó là cái cách ươm của phô. Còn nếu mà các bạn ươm hạt bầu, hạt bí nhé, thì các bạn cho vào cái cốc, cho phô vào cái ly như này này. Hạt bầu bí thì hạt mướp các bạn cho từng hạt một vào cái ly, rồi xong các bạn đặt vào trong này. Đây giống như phô đã ươm hạt bí xanh ở đây này. Bây giờ bắt đầu mới ươm ngày hôm qua, phô ươm hạt bí xanh ở đây này. Thì nó khoảng vài tuần là nó lên thôi. Cái này nó lên rất là nhanh. Vì cái này là điện nó có 25W. Thì nó không có tốn điện gì của các bạn cả. Nó ấm, ban đêm nó giữ ấm. Ban ngày thì các bạn nên tắt điện đi. Trời nắng các bạn tắt điện đi, nhưng vẫn đậy cái lắp nhé. Các bạn đừng có mở cái lắp ra. Tại vì cái cây mình ban đêm mình cắm điện ấy
thì nó cái nhiệt độ nó ấm. Ban ngày nếu mà các bạn mở cái nắp ra ấy, thì cái không khí của nó vào thì cái cây mình nó đang ấm mà nó mở ra nó bị sốc nhiệt thì cái cây nó đôi khi nó bị chết nhá, héo nhá. Thì các bạn vẫn cạy cái nắp ở trên, xong các bạn mở ra cái air vent ra, cái cây nó có cái air vent, cái lắp này nó có cái air vent này, thì các bạn mở ra để nó thoát khí và các bạn tắt điện đến ban đêm các bạn lại cắm vào đấy. Còn nếu mà bạn nào mà không có cái chậu điện đấy thì các bạn có thể làm cái ươm cái cây mùng tơi giống như phô nói trên đấy, sau đó rồi các bạn trồng vào cái chậu như này này, cái khay như này hoặc là cái khay như này cũng được, các bạn đậy vào rồi các bạn để ở trong window sill ở trong nhà, để window sill trong nhà cái chỗ nào có nắng ấy thì các bạn để vào đó, rồi đến khi nào cái cây nó trưởng thành bằng như này ấy thì các bạn đem ra ngoài trồng đấy. Nhưng mà trồng thì nhớ các bạn che vào ban đêm, che vào, chứ còn ban ngày thì là trời nắng thì ok, nhưng ban đêm thì nó lạnh thì cái cây nó sẽ chết đấy. Thì đó là cái cách trồng của phô. Còn hạt giống của phô đây thì phô có rất là nhiều hạt giống, các loại hạt giống này, tất cả các loại hạt giống của phô thì các bạn nào thích trồng rau gì, gia đình mình thích ăn cái rau gì ấy, thích loại rau gì trồng ấy thì các bạn tự ươm rau. Đây là phô chỉ cho cái cách ươm và ươm thế nào cho nó hiệu quả. Còn thì trồng cây rồi sở thích của mỗi người và mỗi nhà, mỗi một gia đình thì có thể có những cái sở thích ăn rau khác nhau, rồi trồng cây khác nhau, cái đam mê khác nhau, thì mỗi người một ý. Thì các bạn có thể trồng những cái gì mà mình ưa thích, nhưng mà cái hiệu quả nhất của phô ươm ấy là ươm bằng cái chậu điện này, thì nó xác suất của các bạn là đảm bảo được hầu như là gần như 100% thành công. Thì chúc các bạn ươm được những cái cây giống tốt nhất và trồng được những cái cây rau ngon nhất cho gia đình, để cho những bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình về cái đam mê của mọi người. Thì xin chúc tất cả các bạn một ngày mới làm việc vui vẻ và thành công. Nếu các bạn thấy có gì hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè để ủng hộ cho phô, và chia sẻ cho mọi người để trồng được những cái cây rau tốt nhất. Mình xin lỗi là quên mất để các bạn nói cho các bạn là mùa bây giờ có thể trồng được cái rau gì ở bên ngoài. Cái thời điểm hiện tại thì ban đêm nó còn rất là lạnh và có sương muối, thì các bạn có thể trồng ở ngoài trời bây giờ ấy, các bạn có thể trồng được rau cải, rau xà lách son, rau cần nước và rau cải bẹ với lại rau cải cúc. Thì các bạn trồng bây giờ là ban ngày, ban ngoài nó lên được, ban ngày ấy thì các bạn trồng ngoài vườn nó lên được, nhưng mà ban đêm các bạn bắt buộc phải che lại, dùng cái miếng ni lông che lại để cho nó khỏi sương nhé. Còn nếu các bạn không che lại thì ban đêm nó lạnh ấy thì cái cây nó sẽ không nên tốt được. Chúc mọi người một ngày làm việc bình an, thành quả tốt. Chào tạm biệt, bye bye.